các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Cát Lê Tuyết đây. Hôm nay mình sẽ mời các bạn đi về quê hương của mình và ghé thăm một cái cơ sở, một cái chỗ bán cái bún đặc sản đã đi vào lòng người của quê hương mình suốt mấy chục năm qua. Đó là cái món bánh giá. Cái bánh giá này nó được gắn liền với cái tên thương hiệu của quê hương mình. Quê hương mình là chợ, cái chợ ở quê mình là chợ Hòa Đồng, và người ta được đặt tên nó gán chung với nhau là bánh giá Hòa Đồng. Đây là một cái món đặc sản hết sức là ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Mà các bạn ghé thăm cái chỗ bán bánh giá này nha, mình cùng chiên bánh giá với mình nha. Hứa hẹn sẽ có rất là nhiều thú vị nha các bạn. Hello các bạn, mình đang có mặt tại chỗ cô chú chiên bán món bánh giá. Bánh giá là món đặc sản của quê hương mình rất là ngon. Các bạn nhìn có đẹp không ạ? Mấy bạn mời nhà cô làm bánh nha mọi người. Chị Tư đâu nay không đi? Anh ơi, cho chị với bao giấy bao xốp đi để anh này bao giấy anh. Anh này đi xa rồi chị. Cái anh về chắc con trung mặn cô. Nhỏ về rồi nó giết không tự. Nó nói chị nhớ đặt bánh giá nha. Mình cúng chai nè, mua đồ chai không à, đưa miệng cúng thần quá. Đầu tiên là cô cho bột lên cái giá nè các bạn, sau đó mình để giá lên thịt, mình ướp mà gia vị rồi. Chừng nào mới về quán trung nha vợ nè, vợ nó trên đường về nè. Anh ý là chị chưa về sẵn rồi lấy hả? Chưa lấy được không? Lát mà lấy đi, lát ngủ đủ. Lát thì một viên giá lên trên nữa. Thiệt. Nhà chỗ nào? Nhà chỗ nào? Lát mà lấy, mấy chị lát chị trả lại chị lấy gì? Nha chị đem qua giùm được. Ờ được. Nhà nhà con nói tay chị. Ai biết đâu, nhà chị đâu. Cô lấy luôn đi ông ơi. Thôi, mắt thấy nó không? Tại quá. Cô Hà biết không? Cô Hà. Ở bà đánh phải không? Ở bên ngoài là cậu. Ở ngay nhà mà ai Nhi Hương á biết không? Biết. Chạy lên 3 chừng 4 cái nhà nữa. Rồi. Cô Hà nó cơm với công an á, nói vậy á. Biết rồi. Không? Rồi chị đó hả? Ừ. Trời ơi, bữa nay lãng quá trời dữ nội. Hôm nay bà thấy tôi đẹp không? Ừ. Rồi đi về đi, lắc em lên cho. Để cho này đi xuống đi. Ừ. Rồi. Bà nhớ bà đem lên nhung cho dạ, nó đi dạ, về dạ, quan trung dạ, nhung. Dạ rồi rồi. Nó nói rồi nói bà ngoại khoái ăn bánh giá. Mà nó chưa về tới thấy không? Đến được vậy á. Xong rồi em lên ha. Ừ. Rồi. Cô Hà nấu cơm bên công an không? Để em biết chị mà. Nếu mà các bạn thích ăn tôm á, các bạn để hai con tôm lên trên rất là đẹp. Quay ơi, trả tiền rồi nhung. Đó nha. Bây giờ các bạn để nguyên cái giá vô trong cái dầu luôn. Tại vì cái bột mình đang định hình. Mình đang định hình trên cái giá. Rồi thì cái bánh nó định hình xong rồi bắt đầu nó mới nổi lên. Rồi mình sẽ lấy cái giá ra. Nó được đợi bánh giá là do nó được tạo khuôn trên một cái giá đặc hết sức là đặc biệt. Cái giá thì không có bán ở ngoài thị trường nha các bạn. Cái giá này là mình phải đặt thợ làm. Và thứ hai nữa là do trong cái bánh của mình nó có cái nguyên liệu là giá. Giá đậu, giá làm từ đậu. Nhà cái đậu đâu mà giờ đi đâu? Thấy không? Một ít giá và một ít tôm. Dạ. Tôm quá. Các bạn nhìn hấp dẫn không ạ? Cô chú ở đây bán ở đây chắc cũng lâu lắm rồi đó. Mình bán ở đây khoảng bao nhiêu năm rồi cô? 6-7 năm rồi. Dạ. Cô chú nhà ở đây luôn hả cô? Ủa, cô đồ vô đồ sản á. Ồ, cô là cô ở chỗ khác nhưng mà sáng sớm hôm nào cô chú cũng qua đây, cũng vận chuyển đồ qua đây để mà đại diện ở đây là gần chợ bán phục vụ đồ ăn sáng cho bà con ở đây. Một cái bánh giá và buổi sáng là đầy đủ chất dinh dưỡng rồi nha các bạn. Đầy bổ lắm á. Dạ, có thịt đậu nành rồi đậu nành, một
còn gạo. Dạ xong rồi lụi té này, cái bánh giá được gói như thế này để cho nó không có thấm cái đầu, ăn rất là ngon. Ăn cái hàm đậu phộng nó rất là giòn, có ai muốn ăn thử không ạ? Đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi. Cho con 3 cái 15 nha cô. Mình đặt thêm thịt, thành ra mình lấy 15 ngàn cho ngon. Ăn cho nó đậm đà. Đây, thịt của cô đây. Thịt rất là sạch, ướp đồ rất là ngon. Nướng điêu nè các bạn, có củ hành nữa nè. Ngon ghê hơn. Đặt bánh giá nè, bỏ nè bánh giá. Gan nữa nè. Cái gan chọn các bạn trộn vô với thịt á, các bạn bỏ vô cái ruột bánh giá chiên lên ăn rất là sướng. Cao bột đây nè mọi người, bột này là cô xay mỗi ngày hay là mình mua bột ở ngoài chợ hả cô? Xay nha. Ồ, mỗi ngày mỗi ngâm gạo mỗi xay mình ngâm bao nhiêu tiếng hả cô? 8 tiếng. Dạ ngâm 8 tiếng. Là ngày nào mình cũng ngâm hết, mình ngâm bột 8, ngâm gạo 8 tiếng. Hồi nãy cô nói có đậu nành nữa, mình ngâm chung cho đậu nành hả cô? Ngâm riêng hả? Bột mình ngâm riêng. Cút sạch thì xay, dọn thì xay chung. Xay chung, ngâm riêng là xay chung. Đậu nành mình ngâm mấy tiếng hả cô? Ngâm được 8 tiếng luôn. Dạ. Cái cũng được mà nó đè. Tỷ lệ của mình là khoảng bao nhiêu đậu nành hả cô? Một lon đậu nành con làm 3 lon gạo. Dạ, một lon đậu nành thì có 3 lon, cộng với 3 lon gạo là ra 4 lon nha các bạn. Cái bột này mình có ướp cái gì trong đó không ạ? Ướp muối hả? Dạ, có một tí xíu muối. Đậu phộng này chiên lên ăn ngon lắm nha các bạn. Để vô luôn hả? Cái này mà mình có 2 con tôm mình để lên trên, mình nhấn vô trong cái bột đó đó. Bao đỏ anh. Sáng ở đây là ngày nào cô chú cũng bán ở đây hết, bán không kịp, bán mệt xỉu nha các bạn. Ở quê hương mình có rất là nhiều chỗ bán bánh giá, nhưng mà ở đây cô chú làm cái khẩu vị rất là đậm đà, rất là ngon, thành ra mình hay mua ở đây. Với lại cái dầu của cô chú rất là đẹp, thành ra ra cái bánh rất là đẹp. Mình chiên cái bánh 15 phút là lâu ghê cô hả? Từ lúc bỏ vô đi chín là khoảng 15-20 phút á. Dạ, quá trời lâu luôn. Mấy cái cái sau thì mấy cái này mình vô nhiều thì nó ra từ từ, sáng 3-4 phút. Nó nói đuôi nó nhanh nhưng mà bắt đầu tới ra là 15-20 phút. Dạ. Cái giá này là mình có ướp cái gì hôm nay không cô? Không ướp muối. À mình ướp một tí xíu muối. Cái giá này nó tự ra nước chứ mình đâu có ngâm nước hả cô? Cô rửa mà cô chưa ăn không chắc ra đây chứ. Dạ dạ, mình ngâm một tí xíu muối nhẹ nhàng thôi. Thịt này sạch là trộn với muối. Thịt này thì có sẵn gia vị trong đây rồi. Một tí xíu thịt với muối. Mình đem cho nó vừa ăn cái miếng thịt. Khi ăn cái bánh giá xong là nó trộn vị luôn, các bạn không thể chấm thêm cái gì nữa hết. Cái của con có chưa cô? Cái nào có của con chưa vô. Dạ. Cô vô cái của con cho con cá đi con nữa. Nhỏ rơi thôi. Con đắng là anh chỉ có đủ dùng em 15 đi. Bây giờ bánh lấy đi hết rồi nè, mình nhìn từ phía dưới là đẹp không các bạn. Anh cũng 15 cái bánh nhỏ cho em vô anh lớn ra. 13, 2 cái nữa. Chưa bao giờ mình thấy nó đẹp như thế này. Ở đây có màu đẹp quá. Dạ. Tại mấy bữa đi ngang là con cũng mua là con nước ở ngoài. Con đó. Con biết chỗ cô chú mua đây mà. Con biết chỗ nước ngoài không à? Tại vì con không phải là ở đây, dân ở đây. Con lâu không về con mới mua. À đâu đó. Trời, nãy giờ chưa có ở đây. Con ở trên Thịnh Nhật.
nhìn không có quen mà nói em ơi bữa nào cũng mua à? Không, không phải bữa nào, tại lâu lâu cũng mới về. Không ở đây sao con biết đi hướng này, tại vì con tới đây giờ con mới biết cô chú ở đây, con mới quẹo qua đây. Thằng kia nó lấy phải 10 cái à? 10 cái. Kia 10 cái mà nó nắm gì đó. Cái 1 cái này là 10 ngàn luôn đó, 15 ngàn cô. 10 ngàn, 10 lắm rồi, 10 chi bự hơn con. Cái này 10 ngàn nha các bạn. 10 ngàn ăn buổi sáng no nóng tới trưa. Cái này là đủ chất dinh dưỡng luôn, dư chất dinh dưỡng luôn. Con ở thành phố hả? Dạ. Cô mở chi nhánh đó bạn á. Ồ, ở chỗ nào cô? Trời chưa mở, từ từ. Con muốn ăn nhưng mà con không biết mua ở đâu. Nè, này cô lên thành phố, cô mở chi nhánh bạn á. Cô chuẩn bị mở chi nhánh ở Sài Gòn nha các bạn. Mai mốt đó địa chỉ mình sẽ gieo địa chỉ trong đây nha. Dạ. Phải cô lại mua giùm cô một. Ở trên Sài Gòn con muốn ăn mà con không biết mua ở đâu. Rồi, mai mốt phải cô mua. Mua rồi chạy gì đã nè. Mai mốt cô bán là cô lên thôi, cô bán cho này nha. Thiệt, ở trên Sài Gòn kiếm chỗ bán không có cô. Bây giờ lên Sài Gòn mở cái nữa chiên đi. Nó rồi nghĩ cho ngàn chiên bánh giá trời. Con gái cô làm cân hàng hả cô? Dâu cô. À nha. Nghĩ cho bánh ngàn trời chiên bánh giá. Nè nè, cô nói cho em biết. Dạ. Chỉ là hai người này thôi chứ mà vắng một người không chiên được. Người vắng cũng người đó không làm được mà người đó vắng người này không làm được. Dạ. Ngày xong kiếm hợp hết mới được. Nợ nợ qua chưa đã rồi anh ơi. Nợ qua chưa đã lại lên đồi rồi. Trời, cho con mở một cái bánh này ra luôn nha cô. Để chị có thể giúp em không? Làm gì? Mở cái này ra giùm em chứ. Mở ra là ăn luôn à. Ăn luôn, em ăn quá à. Đưa cái giấy này mới được. Nóng lắm. Đây, mình sẽ gói cho trong này nè nha các bạn. Mình mở bánh ra mình ăn nha mọi người. Có dao không anh? Có dao không? Mở luôn nha, ăn thủng lưỡi nha. Bẻ đi, thôi bẻ. Bẻ anh nó mới đẹp vậy. Bẻ lòi thịt đâu ra đó. Quá luôn rồi nha, cái chiều hết ý mới được. Bữa nay tôi mua bánh giá vậy tôi cũng đẩy chân Sài Gòn xuống đó nè. Trời ơi, tôi thấy ít thịt chứ vậy. Đây nè, các bạn thấy không? Khi mình mở cái bánh ra là cái thịt nó như thế này đây. Nó nóng rồi nó bốc khói như thế này đây. Thịt nè, quá nó gan, quá thịt nè. Dinh dưỡng này là dư luôn chứ không có thiếu nha các bạn. Nhưng mà chỉ có 10 ngàn một cái thôi. Để vài bữa nữa cô mở chi nhánh ở Sài Gòn nè, mọi người tới nha. Đây là cái bánh giá khổng lồ đặc biệt 15 ngàn nha các bạn. À, cái này các bạn có thể ăn không. À, các bạn cũng có thể là mua bún với làm nước mắm và rau sống. Cắt ra ăn với bún, ngon hết sức là ngon luôn. Mấy mốt cô làm ở Sài Gòn cô bán thêm bún quá cô. Mà đủ thứ. Dạ. Bánh hải sản nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cô bỏ thêm hải sản rồi vô ngon lắm á. Trời ơi, chết chết. Dạ, tăng hơn chút. Có cái của con đẹp chưa? Đây, cái bánh giá khổng lồ đặc biệt nha các bạn. Đây là những cái giấy này mình gói bánh nè. Khi mà bánh chiên xong là mình gói lại. Sao cái bánh nó thấm dầu hết thì các bạn ăn sẽ không có bị ngán. Đó. Dạ đúng rồi. Đó,
như là hồi sáng giờ cô chú chiên mà chưa có cái bánh nào dư hết trơn á, mình đặt cô chú ba cái từ hồi một tiếng đồng hồ tới giờ rồi chưa. Bây giờ chú mới chiên cho mình thôi đó, không có đủ hàng để bán nha các bạn. Có nhiều khách chạy ngang qua là mua nhưng mà không có thể chờ được, thành ra khách sẽ quay lại sau. Chết thầy ba má con chắc đói bụng lắm á. Đây còn hai cái hả? Đói của các bạn. Dặn bánh chứ không lấy lại, mua dâu rồi à. Anh nói mua mấy cái? 20. 20 cái hả? 20 cái hả? Dạ 20. 20 con phải vậy. Cái gì? Dặn bánh đợi kêu quá nên. 20 mà nói gì trời. Thôi là 20. Chờ 20 vậy chờ nữa. Trời ơi. À, các bạn thấy không, chú mua 20 cái nhưng mà bây giờ chỉ đủ 10 cái để giao cho khách thôi. Đây nè, chờ nè. Có rượu vô vậy. Nó có 5 cái đó, bắt chết. Hai cái nữa mà cô. Hai cái. Con ơi, lúc xíu con gặp lại con. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh của Tuyết Nha. Đợi một tí nữa ăn bánh giá chung với Tuyết Nha. Mời các bạn nhấn cái nút subscribe hoặc là cái nút đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi Tuyết thì Tuyết có động lực làm cho Tuyết nhiều nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là cái bánh giá khổng lồ. Chưa có chị ơi.